Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music. Hôm nay Nhân có chuyến đi đến bãi để nhận hàng từ hãng Kotman số lượng lớn lên đến cả ngàn cây để về Minh Phụng Music phân phối cho hàng trăm đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Đồng thời cũng phục vụ cho các anh em đam mê âm nhạc. Các mẫu đàn trong hành trình container kỳ này chính là dòng đàn dành cho người mới K250 và mẫu keyboard chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ đi show SV800. Nào cùng dõi theo chuyến đi xuống container với đội ngũ tụi mình hôm nay nhé. Trải qua một đêm mưa triền miên do áp thấp nhiệt đới thì cảnh vật như khoác lên mình một tấm áo mới. Nhiều con phố trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh vắng lặng bất ngờ. Đường phố lúc này đang gần 6 giờ sáng, rất thưa thớt các phương tiện giao thông. Hòa chung vào dòng người buổi sáng đang bắt đầu ngày làm việc đầy niềm vui, mình sẽ cùng các bạn chiêm ngưỡng những khung cảnh đẹp của thành phố trên chặng đường đến bãi công để lấy nhạc cụ về phục vụ cho anh em. Đã đến rồi, vì đêm qua mưa nên đường còn hơi lầy lội. Mọi người thông cảm giúp mình, tim đã đủ người. Giờ tiến hành dùng kềm cộng lực mở công và lấy đàn xuống từng tải nhỏ thôi nào. Đầu tiên là lô hàng rất ngon dành cho các bạn học sinh sinh viên Kotman K250. Với giá chưa đến 6 triệu đồng nhưng vẫn đầy đủ chức năng để các bạn luyện tập và biểu diễn. Và đây là chuyến xe thứ hai, tổng số chuyến đợt này là 3 xe tải nha. Giờ là siêu phẩm organ cực chất dành cho dân đi show chuyên nghiệp với mức giá vô cùng hấp dẫn. Chỉ với 18 triệu bạn đã có một thế giới âm nhạc điện tử trong Kotman SV800. Nghe hấp dẫn quá đúng không? Vậy là thùng container với cây đàn cuối cùng đã được bóc xuống. Và giờ trong thùng xe đã sạch hàng, rộng thanh thang. Team đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Chuẩn bị vận chuyển nhanh chóng về showroom để phục vụ người tiêu dùng là trách nhiệm, cũng như đem đến dịch vụ tốt nhất tới khách hàng là niềm vui của đội ngũ công ty. Tổng hợp lại lần nữa, SV800 và cả K250 trong video container kỳ này với riêng Minh Phụng Music không gì là không thể. Các bạn cần những mẫu ọc găng hiện đại nào thì chúng mình sẽ cố gắng hết sức để cung cấp những sản phẩm hoàn hảo về giá cả và chất lượng. Để thay cho lời kết video kỳ này, mọi người dù chưa hay đang làm một tay ọc găng cư khôi thì đừng ngại tìm hiểu về những mẫu đàn của thương hiệu Kotman nhé. Nếu có thắc mắc về bất cứ dòng đàn nào trong video này, hãy cứ comment cho chúng mình và nhớ like, share, subscribe để thưởng thức những chuyến đi thú vị khác cùng team Minh Phụng Music nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.